Toàn. Ê, trốn. Vẫn còn. Chào bác nha. Nay tôi lại phát hiện ra bếp tôi lại có kẻ đột nhập. Nãy nhìn thấy rồi. Tôi định bắt con chuột con vào cho nó bắt, nhưng mà thấy đối thủ này nặng ký đấy, nè đuổi con chuột to sang rồi. Sợ ăn chuột con nó bé quá mà. Bắt nó chẳng may nó cắn nhau chạy chuột mất chuột. Nè thôi, an toàn, dùng biện pháp an toàn. Chơi thanh niên này cho chắc ăn. Con này cũng khá to đấy. Chuột đi, tí mi. Con si mấy chào, đi vào. Tí mi. Tôi vừa lấy tiền tiện chặn hết bé hết các kiểu là vào cho không lối thoát. Cho không gian rộng cho nó trồn nó khứt. Tí mi trồn. Tí mi, đây trong đây, tí mi. Để tiện lợi cho trồn. Nó sẵn chui vào tủ lạnh rồi. Mình canh cửa. Cái chỗ con chuột nó chạy ra này, canh cửa. Tí mi, trồn. Rồi, đúng rồi. Trồn, tí mi. Trong kia, bên kia. Ngoài. Xong. Toàn. Toàn. Bướng thầy à. Chuột to rồi các bạn. Tối quá. Chưa đấy. Chưa. Cắn lại chuột các bạn. Đúng quá. Đưa xuống ngoài phá đi. Chôn đi. Dạ, ra ngoài đi. Đâu rồi? Chôn ra ngoài đi. Này tôi rồi các bạn này. Đấy. Khượt luôn. Ích. Vẫn chưa chết. Ấy cắn cổ phải dứt điểm luôn. Cắn đấy. Thế hết mẫu rồi, máu nhìn đi, máu trôn các bạn. Thải rồi. Ê, trôn. Ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Ui giời. Rút cái đuôi. Đó, ra ngoài. Trôn. Đây, sản phẩm đây các bạn. To chưa? Bướng mấy thầy ở trôn nhỉ? Khuất gọi mới không quay được, nó chui trong khe. Thế con trồn nó nhìn thấy nó, mình đuổi nó chặn đầu. Tóm luôn. Trôn. Con điền đấy. Chôn. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn. Nè. Bạn giải quyết con kia xong á, con ra nó phật. Vậy hỏi chụp, chạy chụp. Chôn. Đi đâu này? Chôn. Mày
rồi. Chui vào cặp là ngu rồi. Hai con nó hết chết rồi. Trốn trốn. Kìa kìa. Còn nữa, còn nữa. Trốn trốn trốn. Còn nữa. Lại chạy. Còn thứ hai nữa các bác nhé. Trốn giấu. Đâu con kia đâu? Đây, đây. Đây. Con này đang gấp rồi. Nó cắn này, cắn chết bỏ này. Ui, xéo không được. Trốn. Cắn nó chết đi. Nhẹ đấy, nhẹ đấy. Nhẹ rồi. Nhẹ thôi. Nhẹ không chống cự nó nhẹ này. Cứ không chống được nó nhẹ. Đây, còn nó tứ này. Nhiễu, nhiễu. Béo thế. Rồi, hai con liền, không phải một con. Chó này này, đèn nặng. Cho mày. Không chạy được điều hết. Mang này ra đây. Chốn động. Nó cắn chết rồi, không chống nữa là thôi nó nhẹ này. Chứ mày thai đâu ấy? Hả? Thôi rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Nhẹ đi. Nhẹ đi, chết rồi. Chốt, chốt, chốt. Ra ngoài. Chốt, 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 chốt. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Ấy trời, nó vẫn mình cướp thôi từ nó. Bích đồ bỏ lọm ra. Ngoài này. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Không chống được tôi ở nhà. Trôn. Uống máu này. Không biết nó pha con chuồn sao. Sao con nào chưa chết cắn nó đi. Đây, cái này, cái này. Con kia nó có mùi máu luôn ấy. Cảm ơn nó mang đi cất đấy. Tôi thả cho các bác xem có phải nó mang đi giấu ở kia không nha. Nó mang cả hai con vào trong đấy giấu luôn. Các bác có tin không? Các bác nhìn nha. Trôn. Đây. Thả đi. Thả đi, đây. Đây, mang đi. Đấy. Mang cất. À, nhìn nha, lại ra đây lấy tiếp này. Trôn. Trôn, 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 trôn. Trôn. Trôn, trôn, trôn. Ăn luôn này, các bạn nhìn này, nhìn này. Nhìn này. Này, nó mang đi này. Thái luôn. Đấy. Đấy, cất đấy. Đây là cái lý do mà vịt con của các cái người trong nông thôn nuôi ấy, mà nó cắn chết hàng loạt đấy. Nó cắn nó xếp thành một đống luôn các bạn. Đấy, đấy, thấy chưa? Cũng để đấy thôi. Đấy. Trôn, trôn, trôn. Đấy, ra đây. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy nó khôn không? Mang cái cất đi ấy. Nó cất đi ăn dần được. Tại vì là cái tiêu hóa của nó tiêu hóa được cái đồ ăn thối các bạn. Giống như con cẩu này. Đồ thối kiểu nó ăn hết. Nhìn là hai con mồi chết trong xó. Ở bạn nhìn chưa? Ở nào anh xếp rồi không? Mình đang đi tìm tiếp. Ở đây vô cũng lấy rồi. Trôn 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 trôn. Các bạn nhìn chưa? Tìm đi. Thấy chưa? Đấy. Bây giờ nó được cầm cầm con chuột ra vứt ra ngoài cho nó tha lại nhé. Này nhớ tha vào này. Chuột chuột.
vào tổ. Thái kết, thái kết. Trốn. Ông ấy kết mình đang tìm. Hồi lửa không vào lòng. Cháu đi ngủ. Cháu đang ngủ bật nó dậy. Chạy. Từ từ. Cứ từ từ nhá. Ngắt cửa. Nhà đi thôi. Mẹ anh hiểu. Yeah. Đây. Chùa lâu đi. Nó khôn lắm. Hít hít. Chỗ đấy. Tính khách. Đó. Bị lừa đấy. Nha. Tiến công của chỗ này ngay các bạn nha. Hai con chuột.